về chạy còn thua chiếc quay cũ. Nó yếu lắm anh. Ừ, yếu dữ lắm. Đó, số nó lì không ạ? Trường. Chạy mà mắc chớp là phải trả lời số 1. Ừ. Nồi nó yếu quá rồi. Đó, nó chạy mà nó ra bả cho cái này nè. Coi trên mạng mới. Mình làm lại. Giờ đây em chuyên làm mấy cái này, cái xe phụ trợ nó hơi khó làm hơn cái xe quay á. Cái nồi nó biết làm mới được. Dạ. Dạ. Bố đi chài. Làm lại hết đi. Luôn biết. Chuồng heo nó rơ luôn. Nó làm xong rồi quay cho anh em xem. Không mấy ngày. Xe này bản thân zin nó chiếc nào vậy, cái nồi lì lắm, mà chiếc này nó lì quá luôn, chạy hết nổi rồi. Đây chiếc phu chậm. Thì sau khi mình làm lại nồi với lại canh nồi hết các bài của mình đó, làm hũ mặt càng nè, chuông nè, chuồng heo nè, làm lại hết. Đây là thay là so nè, lá bố lá sắt canh theo bài của mình hết. Ba anh em bốc nè, cái nồi zin đó thì anh em biết rồi đó, xe zin này nó chạy kỳ lắm, mà đặc biệt cái xe này nó chạy không nổi luôn, nó lết luôn rồi. À, để mình làm xong rồi nghe mình test thử cho anh em coi ha. Đang làm hai bộ nồi radio nữa nè. Radio 50 quay nữa nè. Chiều khá bằng radio quay thắt center bê dọn chờ cầm mi gắn xong xe cho anh em chơi cuối tuần.